Mặc dù đã nới lỏng giãn cách, tuy nhiên để đảm bảo an toàn phòng dịch, tỉnh vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động kiểm tra giám sát và xử phạt các hành vi vi phạm hoạt động phòng chống dịch. Trong ngày 10 tháng 9 năm 2021, lực lượng chức năng đã tổ chức gần 500 cuộc tuần tra giám sát, qua đó quyết định xử phạt 49 trường hợp, số tiền 157,5 triệu đồng. Trong số các trường hợp bị xử phạt, lỗi ra đường không có lý do chính đáng là 43 trường hợp, tụ tập đông người 5 trường hợp, 1 trường hợp không đeo khẩu trang. Lực lượng chức năng đã nhắc nhở lập biên bản hàng trăm lượt người dân, cơ sở kinh doanh vi phạm các quy định phòng dịch khác. Dù tỉnh Bến Tre đã thực hiện nới lỏng giãn cách, tuy nhiên ở từng địa phương theo tình hình thực tế, các quy định về giãn cách xã hội sẽ không giống nhau. Một số địa phương vẫn đang tiếp tục thực hiện chỉ thị 16, chỉ thị 15 có tăng cường. Người dân ở các vùng đỏ, ở các địa phương đang tiếp tục thực hiện chỉ thị 16, cần tuân thủ nghiêm quy định ai ở đâu ở yên đó. Người dân tại các khu vực vùng xanh đang áp dụng chỉ thị 15 cần hạn chế ra đường. Nếu thực sự cần thiết phải ra đường thì cần tìm hiểu rõ về các quy định đi lại giữa các vùng với nhau, nhất là khu vực đang cư trú và các quy định tại nơi sẽ đến để đảm bảo lưu thông thuận lợi an toàn trong phòng chống dịch bệnh.